Hello Hello tất cả mọi người hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách thức làm Airbrush nha mọi người đó thì uh, mọi người cố gắng xem hết uh, video hôm nay ha tại vì ở cuối video mình sẽ có uh, <laughs> chia sẻ một ít uh, thông tin về tất cả các uh, supply mình đang xài và mình cũng có link uh, để cho các bạn xem luôn ha <laughs> thì nói chung là, là trước tiên mình sẽ bỏ một ít uh, nước vào ha sau đó mình sẽ đổ một ít acetone vào ha. tỷ lệ là uh, 40 60 nha mọi người đó thì uh, nói chung á, uh, là nếu mọi người mà bọn nước sơn đậm đặc hơn á, uh, màu đậm hơn á, uh, thì mọi người chỉ cần xịt một lớp là nó đẹp còn nếu đối với những cái màu lạt như thế này á, uh, thì thường thường mình phải xịt hai lớp nha mọi người đó thì tùy vào cái màu uh, có được hay không thì mình sẽ đi một lớp hay hai lớp nha mọi người đó thì sau khi mà <laughs> ờ à, cái này nó ok rồi thì mình chỉ cần quầy cho cái nước sơn nó lỏng ra là mình xịt vào thôi ha đó thì cái nước sơn màu xanh này nó lại rất là nhạt mà nếu các bạn uh, xịt một tập trung một chỗ xịt hoài á, thì để cho cái màu đầm lên á, thì uh, nước sơn nó sẽ bị bong bóng nó sẽ bị lôi lõm nó không có đẹp như mọi người đó thì đây là cái kinh nghiệm cá nhân nên đối với những cái nước sơn lạt như thế này mọi người xịt hai lớp giùm mình ha đó xịt và cho hơi đèn thì nói chung là nếu mà các bạn thấy tái sạch thì bình thường ha còn nếu mà lợi có thấy nước sơn lúc các bạn xịt cái ép mà thấy nước sơn nó bám vào giá nhiều thì phải chui trước khi bỏ vào đèn nha mọi người và bỏ vào 60 mươi second thì nói chung là, là cái ép này mình chỉ có một cái nên mình và cô khách này xài hai bàn hai màu khác nhau nên mình buộc phải đợi nha mọi người đó đợi nó tầm khoảng 35-40 second là mình lấy ra mình xịt thêm một lớp nha đó thì nói chung các bạn nên xịt mỏng thôi nha mọi người mình mà xịt dày quá thì nó sẽ không có đẹp nó sẽ không có smooth nha đó thì mình xịt hai lớp thì nó cũng sẽ lên bình thường thôi ha nhớ ha đó và mình nhớ chú ý tái khách xuống để hạn chế cái này nó dính vào da nhiều nha mọi người đó nhìn rất là đơn giản và tốt nhất là khuyến cô khách nên nín thở ha tại vì các bạn có thể thấy ha nước sơn nó bay về hướng khách hàng rất là nhiều đó thì đây là cái cách thức mình làm đó. đối với những cái màu nhạt như thế này là mình buộc phải đi hai lớp nha mọi người đó còn những màu đầm thì mình đi một lớp thôi tại vì mùa hè này ấy, uh, khách là đem tới hình những cái mẫu này rất là nhiều nha mọi người và sắp tới đây mình sẽ ra rất là nhiều video về uh, cái cách làm Everest của những cái mẫu design dành cho Everest tại vì uh, khách nó làm nó đem hình vào rất là nhiều và mình cũng có rất là nhiều video mà chưa có thời gian edit nha mọi người đó thì À, nói chung là mình sẽ cho vào hơi đen ha vậy là xong sau đó mình sẽ đi uh, lên cái airbrush này thì lên cái airbrush này các bạn chỉ cần đổ uh, hết những cái dung dịch mà thừa ra và các bạn bỏ một ít acetone vào quầy lên cho nó sạch nhé là các bạn có thể đổ cái màu khác vào đó rất là đơn giản nhớ sáu bộ lên chai là các bạn phải rửa thiệt là sạch trước khi bàn kết vào ha còn nếu các bạn rửa không sạch á nước sơn nó sẽ làm hư cái airbrush của mình ha và cái airbrush này thì mình mua trên amazon thì tầm 28 đến 29 đô nha đó thì nói chung là ngon bộ rẻ nha mọi người thì nếu mà ngoài thị trường các bạn mua thì cũng phải năm sáu chục đô ha còn nếu mình đã có một cái link nó rất là rẻ ba hai mươi tám hai mươi chín đô thôi nha mọi người và sai rất là good đó thì uh, nói chung là mình bỏ cũng như cái ba bên kia ha tại vì đấy là cái màu hồng đậm nên mình chỉ cần đi một lớp nha đó thì nó dễ hơn nó nhân gọn hơn thì tùy vào cái màu nha mọi người thì tùy vào cái màu thì mình uh, xịt một lớp hai hai lớp ha có những màu mình chỉ cần xịt một lớp là nó đẹp rồi đó thì nói chung là, là ở của video mình sẽ có chia sẻ thêm về uh, tất cả những cái supply lái mọi người tại vì uh, mấy ngày gần đây thì mình cũng có việc cá nhân ha, uh. công việc cá nhân rất là nhiều thì không có thời gian để uh, làm video hay là post video nhiều đâu. Và và đây, hôm nay thì rảnh rả rồi ra nhiều thì mình sẽ là chia sẻ thêm uh. Đó các bạn có thể thấy uh, một lớp thôi. Các bạn chỉ cần nhấp ha, uh, nhấp từ từ ha, uh, nhấp ba phát thôi uh, là nó lên rồi ha. Uh. Đó rất là đơn giản đúng không? <laughs> thì nói chung là có rất là nhiều anh chị em comment hỏi những cái sản phẩm mình xài trên cái youtube của mình ha và mình uh, những anh em hỏi link ở đâu rồi chia sẻ link thì nói chung là nói thiệt với các bạn là vào mùa hè này thì khách rất là đông ha uh, cả ngày lên tiệm, dù đã mệt rồi mà về nhà còn ăn uống rồi làm video nữa thì nói chung là mình mấy ngày nay không có thời gian để online trả lời mấy cái đó mọi người thông cảm ha thì mình làm một cái uh, cái link trên amazon luôn ha thì cái lính đỏ là uh, mình siêu tầm hết tất cả những cái supply mà mình đang xài thì những cái supply nào mà mình xài mình thấy good và mình thấy tốt á, thì mình sẽ để lên trên đó thì các bạn chỉ cần uh, nhấp vào đường lính thôi là mua được nha thì uh, quay lại chủ đề nếu mình phải linh hết nước sơn trước khi mình hở đen nha mọi người nhớ nha còn nếu mà người để nước sơn dính lên da lại nữa mình lính rất là khó nha thì nói chung là cái link này là cái link nằm trên Amazon nha mọi người Thì mọi người chỉ cần click vào và uh, bấm nút mua và order thôi Còn nếu mọi người đem về sai mà thấy uh, sai không được thì có thể return nha mọi người Tại vì đấy là những mặt hàng Amazon bán thì uh, hầu như Amazon nào nó cũng cho free return nha Và đặc biệt là nếu các bạn có Prime Member thì hầu như tất cả các sản phẩm các bạn mua đều là free ship nha Đó thì mọi người đăng ký Prime thì một năm là khoảng 100 đồng nếu anh chị em nào mà hay mua đồ trên amazon nhiều thì nên đăng ký prime nha mọi người thì nếu mọi người đăng ký prime thì sẽ có giá uh, đích cao hơn đó. nhiều khi những cái mặt hàng nó có giá đích cao hơn rất là nhiều và đặc biệt là free shipping và mình order một hai ngày là nó có ở nhà rồi đó thì cái link ở amazon rất là an toàn nha mọi người và cả thứ hai là tất cả những sản phẩm mình để lên đó, là những sản phẩm mình chọn lọc rất là kỹ uh, để cho mọi người có thể không có bị tiền mất tật mát nhé tại vì À, nếu mà mọi người không biết cách thức mua đồ á, thì rất là dễ mua nhầm đồ cả thứ nhất là mua nhầm đồ cả thứ hai là mua ờ à, cá hơn giá bình thường nha thì những cái à, những cái lính mà mình đưa ra cho các bạn xem á là à, những cái đồ là mình tìm săn lùng mình thấy rẻ nhất có thể ha rẻ mà sai được chứ không phải là rẻ mà dộn nha mọi người đó thì uh, những cái link nào mà rẻ tốt thì mình sẽ uh, để lên cho các bạn chỉ việc là uh, cần mua cái gì là có thể uh, lít vào mua thôi ha. thì cái web đó là mình là cũng là một phần trong cái member của amazon và mình được uh, commission nha mọi người. đó thì commission thì khoảng từ 1 cho tới 5 phần trăm. thì tùy vào cái mặt hàng mình bán thì cái commission của mình là từ 1 đến 5 phần trăm thì nói chung các bạn mua 100 đồng thì mình sẽ được uh, 1 đến 5 đồng tiền commission nhé đó thì các bạn có thể thấy ha khi các bạn click vào cái link đó, của Amazon á thì nó sẽ xuất hiện cái bạn mặt của mình lên đây ha đó rất là uy tín đúng không đó mặt này rất là dán nha mọi người nhưng đều trong công việc thì đàng hoàng nha đó thì mình sẽ có một dầu dòng giới thiệu là hai everyone đồ gì các kiểu ha đó thì nói chung là uh, mô tả một xíu nha mọi người xong bắt đầu uh, nó xuống từ từ á, là sẽ có những cái sản phẩm mình uh, ấy nha cái đầu tiên á, là cái gieo loang nha mọi người đó cái bên trái là cái gieo loang mình xài rất là nhiều cái bên phải là đá rắc nha cái loài đá này là loài đá lớn nha mọi người đó đó cái loài đá này bữa trước mình cũng có một video về cái loài đá mình rắc đó ha nó cũng là loài đá rắc thôi đó bên trái nữa là cái bóng 3D ha, làm rất là nhiều rất là dễ ăn tiền và bên phải là một cái đèn pin đèn, đèn LED nha mọi người đó mọi người cũng coi suy video mình rồi biết thì biết chức năng của nó như thế nào rồi đúng không đó tiếp đến là bướm gắn ha, bướm gắn ngon bộ rẽ à, và <laughs> góc bên phải á, là tất cả những loài cò các bạn cần khi làm neo design ha làm bóng 3D vẽ fan vẽ mobile vẽ Uh, đi giá cả kiểu là nguyên một collection có này rất là rẻ nha mọi người Đó nguyên một combo có mười mấy đồng thôi Đó thì mình tìm những cái mặt hàng mà ngón bồ rẻ đó cho mọi người mua Cho không có bị tốn quá nhiều tiền nha mọi người Và mọi người kéo xuống một xíu nữa là sẽ có cái chrome vẽ ha. Cái chrome vẽ này uh, rất là bóng nha mọi người Thì cách thức xài mọi người xem video mình thì sẽ biết ha. Rồi góc bên phải là một trái top coat của uh, Hiệu Kupa. Hiệu Kupa này top coat nó rất là bóng nha mọi người đó thì mọi người có thể thứ à, và kể đến là cái glue gel nha mọi người à, glue gel này mình cũng xài rất là nhiều rồi glue gel này mình uh, xài không cần phải sơn lại top coat nha thì mình sẽ ra tiếp tục ra video về chủ đề nó tích uh, sau này ha rồi kể đến là cái máy đèn hơi gel đó đèn hơi gel sáu uh, chục đồng cũng giá cũng hợp lý mà rất là bền kể đến là uh, kim tuyển rắc uh, pigment và đặc biệt là uh, máy dũa nếu ông pigment để làm design làm ông ray ha rồi cái máy dũa uh, uh nail, trăm sáu đồng uh, rất là bền và rửa thoai nó cũng không có hư nha mọi người chất rất rất là bền đó mình sai ba bốn năm rồi nó không có sao hết nha mọi người đó ngon bộ rẻ đó các bạn nên thử nha và kể đến là uh, cái đầu dũa uh, nhám nha đầu dũa nhám và đầy ký rico để không cắt được tay khách nha đó thì có rất là nhiều anh chị em hỏi thì đây là cái đầu dùa nhám trước khi mình đắp bột ha đó linh giá chết và chảy nhám và góc bên phải là cái đầu dùa phá bột nhé safety không cắt chảy máu kể đến là cái đầu dùa năm pha in quan ha cái đầu dùa này dùa mặt mỏng được dùa kirico được phá gel được phá top cốt được hết nha mọi người đó thì mọi người hỏi nhiều thì đây là cái linh của nó đây và bên phải là cái Airbrush, cái Airbrush của video ngày hôm nay Đó là một cái Airbrush uh, Mình xài 28 đồng mấy Đó và kể đến là Cây uh, có đắp bột cũng uh, rẻ hơn giá thị trường nha mọi người 20 mấy đồng thôi 25 đồng một cây có đắp bột 16 ha uh, Cái size 16 này là hợp lý nhất nha mọi người 14 thì quá nhỏ Mà 18 thì quá to Đó 16 là hợp lý nhất Mọi người nên thử nha Mọi người không thích 16 Thì có thể lựa chọn vào size 14 nha Và kể đến là uh, hũ chrome nha đó à, khóm đến uh, và gâu và tất cả các loài kom khác nhau đó thì mọi người có thể uh, có nhu cầu mua loại gì thì có có thể clip vào và order thôi nhé thì đó thì nói chung là uh, mọi người vào cái phần mô tả video của youtube mình ha để mọi người ảnh vào uh, youtube của mình thì có cái phần uh, uh, mô tả trong cái phần mô tả là uh, nó sẽ um, xuất hiện cái link của uh, cái thấy này ha đó thì nói chung nếu anh em nào mà không biết cái phần mô tả nằm ở đâu thì uh, uh, ở dưới cái tiêu đề của video là nó sẽ kèm theo một cái phần mô tả rất là dài đó thì dưới cái phần mô tả đó mình sẽ để cái link của uh, uh, cái thấy này cái thấy này ha Tại vì mình cũng mới thử nghiệm cái thấy này thôi nên mình cũng không uh, không có biết là uh, nên dán ở đâu thì mình chỉ dán vào cái phần uh, mô tả thôi nha mọi người đó mọi người có thể vào cái phần mô tả để uh, có được cái link của những cái sản phẩm này ha đó thì nói chung là mình cũng nói lại luôn là những cái sản phẩm này á, thì mình uh, Uh, giá cả của nó thì lại uh, ra là là, giả là cũng có như là sạt đẩy rồi nha mọi người đó thì cái chai gel Cupa mình thì thường xài chai gel của Seven Star ha và cái trái bên phải là các bạn có thể thấy chai gel của Cupa thì hai cái loại này á, thì loại Cupa nó sẽ xài ngon hơn là của Seven Star nha mọi người nhưng đều nó mát hơn một chút đó thì uh, trong tiệm thì còn nhỏ em của mình nó size của hiệu cupa đó thì mình thấy chắc chắn là nó bóng hơn là hiệu seven star nên mình cũng giới thiệu cho anh em luôn thì nó cái chai đỏ rất là bự nha mọi người mọi người có thể mua về và phiu uh, thoải mái ha thì một chai rất là bự thì mọi người khoảng bốn mươi mấy đồng mọi người có thể mua về và phiu uh, ra chai nhỏ ha. thì thường thường mình mua chai bự nó sẽ tặng mình thêm một cái chai nhỏ nữa đó mình nó tặng mình một chai nhỏ thì chai nhỏ mình xài hết thì mình chỉ ăn việc lấy chai bự này mình phiếu ra thôi thì nếu mà uh, một người làm thì chắc cả năm cũng chưa hết đó còn mà nếu mà cho cả tiệm xài thì cũng rất là tiết kiệm nha mọi người tại vì một trái bự uh, mà mình phiếu ra thì cũng được khoảng hơn một chục chai nhỏ nha mọi người đó thì uh, mình xài rất là sướng Đó thì mươi mấy đồng một trái bự thôi nha mọi người Đó rất là rẻ nha Đó mọi người có thể xài thử ha, Rất là bóng và sơn giữ xếp được rất là tốt <laughs> Đó và Thì những cái sản phẩm uh... kể, kể tiếp á, là những cái đầu dũa nha mọi người Đó thì đây là những cái đầu dũa mà mình thấy giá nó cũng là ok rồi Thì nó dưới 10 đồng nha mọi người Tại vì trên thị trường bây giờ các bạn mà mua là một cái đầu dũa cũng là 15 đồng rồi nha mọi người Đó thì nó cũng chất lượng nó y chang nhau thôi à. Quan trọng là các bạn biết chỗ mua thì nó rẻ hơn nha mọi người Đó thì nó rẻ hơn một nửa Còn nếu các bạn mà không biết chỗ mua thì nó mắc thôi đúng không Đó thì đây là những cái link của những cái mặt hàng mà giá cả gọi là đẩy nhất cho cho mọi người mua rồi ha Thì mọi người có thể uh, order ha Thì nói chung là À, mọi người thấy xe order về xa được thì à, cứ comment vào bên dưới ha hoặc có bị à, cái tình trạng gì thì cứ comment vào những video của mình, để mình thấy được thì mình sẽ à, trả lời cho các bạn ha. Rồi. À, thì à, hôm nay là à, chủ đề là đơn giản như vậy ha thì có thể là à, vài ngày nữa mình có nhiều thời gian hơn đó, thì mình sẽ edit video và à, đăng thường xuyên lại ha, tại vì dạo gần đây thì nói chung là công việc cá nhân cũng lú bú rất là nhiều nên không có nhiều thời gian thì mọi người thông cảm ha rồi thank you mọi người đã uh, xem video hôm nay của mình ha rồi hẹn mọi người vào uh, một video kế tiếp nhé bye mọi người